Từ những gì ở trên nói có thể biết diễn thuyết Kinh Pháp Hoa công đức vô tận. Vậy bộ kinh này thì sao? Bộ kinh này chính là tinh túy bí mật của Kinh Pháp Hoa. Là áo tạng của Hoa Nghiêm. Phật nói Kinh Pháp Hoa không có gì khác với nói kinh này. Như Di Đà Yếu Giải nói, tương lai Kinh Pháp diệt tận. Chỉ đặc biệt lưu lại kinh này, tức kinh này chỉ lưu lại duy nhất phẩm kinh này, là phẩm sau. Phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đọc đến Trú Thế 100 năm rộng độ hàm thức, A Già Đà Dược vạn bệnh tổng trì, tuyệt đối viên dung không thể nghĩ bàn. Uyên áo của Hoa Nghiêm, tinh túy bí mật của Pháp Hoa, là tâm yếu của tất cả chư Phật, chỉ nam của vạn hạnh Bồ Tát đều không ra ngoài điều này. Nói cách khác, điều này nói rất rõ ràng minh bạch, là Ngẫu Ích Đại Sư nói, là Phật nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. Học bộ kinh này đích thực là đem vô lượng kinh giáo của tất cả Như Lai trong mười phương ba đời nói, là vô lượng pháp môn, vô lượng hành pháp, tất cả đều quy vào trong bộ kinh này. Đúng là không thể tưởng tượng được. Trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói, một tức tất cả, tất cả tức một. Một chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chính là tất cả các kinh. Tất cả kinh chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta học bộ kinh này chính là học tất cả các kinh. Học tập pháp môn này chính là chuyên niệm pháp môn A-di-đà Phật, chính là học vô lượng vô biên pháp môn. Vì vô lượng vô biên pháp môn đều quy về pháp môn này. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa tượng trưng cho tất cả các kinh Đức Phật nói trong suốt 49 năm. Tất cả chư Phật, đây là thế giới tha phương. Vô lượng vô biên chư Phật trong cõi nước của chư Phật, tâm yếu của chư Phật là Kinh Vô Lượng Thọ, chỉ nam của Bồ Tát Vạn Hạnh đều ở trong bộ kinh này. Nên biết diễn thuyết kinh này công đức không thể nghĩ bàn. Diễn thuyết tất cả kinh bất cứ bộ kinh nào cũng không viên mãn bằng bộ kinh này. Không bình đẳng, rộng nhiếp như bộ kinh này.
Bên dưới có câu nói này: tất nhiên được chư Phật sở hộ niệm. Chúng ta có thiên tai, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ. Bộ kinh này chính là tất cả chư Phật đều đến, tất cả Bồ Tát cũng đều đến. Trong gia đình mình cúng dường bộ kinh này, thường đọc tụng bộ kinh này, y giáo phụng hành, sẽ được chư Phật hộ niệm một cách viên mãn, tiêu tai giáng phước. Bên dưới nói: thường vui tu hành. Vui là thích, yêu thích, y theo kinh điển này tu tập. Dụ, bên dưới nói dụ. Ví dụ, người nói pháp tâm khẩu nhất như, ngôn hành nhất trí. Tự mình không tu tập, sao có thể khuyên người tu tập? Đây là Như Lai khai thị cho chúng ta. Dụ nghĩa là khai thị, nói với người thuyết pháp. Vì một người nói pháp, vì hai người nói pháp, vì nhiều người nói pháp đều giống nhau. Nhất định phải là lời nói đi đôi với việc làm. Tự mình không tu, không thể khuyên người khác. Người ta không tin. Bản thân ta thực hành, người khác sẽ làm theo.